Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 8 tháng 12, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Bế mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn giải đáp làm rõ một số vấn đề về điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021, nhiệm vụ năm 2022. Kỳ họp thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Một số gia đình ở Tiên Lữ hoãn đám cưới để phòng dịch COVID-19. Đường DH17 qua huyện Văn Giang chưa bàn giao đã bị xe quá tải lưu thông. Trong mục kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên có bài nhiều hộ dân giàu lên nhờ chuyển đổi cây trồng. Quý vị và các bạn, sáng nay, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, tiến hành ngày làm việc thứ 2 và bế mạc. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì và điều hành phiên bế mạc. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản, kỳ họp tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn đối với giám đốc 5 sở gồm Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục, Y tế và Nội vụ. Có 10 lượt đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chất vấn về các vấn đề xây nhà tạm trên đất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển hợp tác xã, công tác giải phóng mặt bằng, nhu cầu cát san lấp công trình, tổ chức điều trị cho các bệnh nhân COVID-19, giải pháp căn cơ cho việc dạy và học trong bối cảnh dịch, việc sáp nhập thôn, tổ dân phố chưa đạt yêu cầu, giải pháp tinh giản biên chế vẫn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Nhu cầu xây dựng các cái kho để vật tư, dụng cụ của người dân ở các cái khu chuyển đổi đó, thì nó cũng là một cái nhu cầu hết sức thiết thực. Thế tuy nhiên nếu thực hiện đúng theo các cái chỉ thị hiện nay là không được xây dựng các công trình trên nông nghiệp thì nó cũng là một cái khó khăn. Trên cơ sở là quan điểm của ngành nông nghiệp thì tôi cũng đề nghị ông giám đốc sở có những cái giải pháp nào kiến nghị ủy ban tỉnh để có thể tháo gỡ khó khăn này cho cái sản xuất. Mục D của khoản 1 điều 13 của nghị định 94 thì nói rất rõ là mình không được xây dựng công trình. Bây giờ là luật ra rồi, nghị định có rồi, chỉ thị của mình đã rồi mà mình đang triển khai để giải tỏa thế này rồi mà bây giờ mình lại tham mưu để cho xây dựng nhà kho thì cái đó là một vấn đề cũng cần phải hết sức cân nhắc. Thế thì còn thì ý kiến của các đại biểu thì chúng tôi cũng rất hiểu là trong quá trình chúng tôi chỉ đạo cái này thì chúng tôi cũng biết cái khó khăn của cái người dân chủ trang trại, chúng tôi cũng hiểu cái việc đó. Thế nhưng mà tới đây thì chúng tôi cũng sẽ tiếp thu để tiếp tục phối hợp với các sở ngành và với các cái quy định để tham mưu như thế nào cho nó phù hợp. Trong những ngày gần đây thì trên địa bàn tỉnh số ca mắc COVID-19 liên tục gia tăng. Đề nghị bà giám đốc Sở Y tế thông tin về việc điều trị các ca F0 trên địa bàn tỉnh hiện nay. Hiện nay thì toàn tỉnh Hưng Yên của chúng ta là đưa những bệnh nhân F0 vào thứ nhất là bệnh viện nhiệt đới của tỉnh là với 200 giường bệnh và bệnh viện phổi 200 giường bệnh, bệnh viện sản nhi là 50 giường bệnh. Vừa rồi chúng tôi cũng đã tham mưu với lãnh đạo tỉnh là các đồng chí đã mở rộng cái cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân F0 tại cơ sở thủy lợi với 500 giường bệnh. Bước đầu thì hiện nay thì thủy lợi đã đón tiếp được khoảng hơn 100 bệnh nhân. Như vậy là tình hình điều trị bệnh nhân F0 của Hưng Yên của chúng ta là hiện nay là hơn 500 bệnh nhân. Về vấn đề thuốc điều trị thì báo cáo các đồng chí cũng rất là mừng. Đó là toàn bộ cái thuốc điều trị COVID-19 này Bộ Y tế là đã tăng cường và gửi về miễn phí cho Hưng Yên của chúng ta, thì chúng ta cũng có 3 cái loại thuốc. Phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn khẳng định dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng Hưng Yên vẫn cơ bản khống chế thành công, không để dịch lây lan diện rộng. Năm 2021, tuy gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Hưng Yên vẫn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Nhiều chỉ số như tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ giảm hộ nghèo ở top đầu cả nước. Phương hướng nhiệm vụ biện pháp năm 2022 để ta thực hiện các cái nhiệm vụ, thì đây là một cái nội dung rất quan trọng.
Mà trong biện pháp này chủ yếu là chúng ta về có 3 lĩnh vực. Đó là vấn đề về cải cách thủ tục hành chính, kỷ cương kỷ luật hành chính. Cái thứ hai là tăng cường phân cấp phân quyền. Cái gì phân cấp và phân quyền mà đúng luật thì phân cấp, để cắt một bước trung gian về thủ tục hành chính. Cái thứ ba nó là về giải phóng mặt bằng. Ban thường vụ đã có chỉ thị, Ủy ban nhân tỉnh cũng có kế hoạch xây dựng. Bởi vì chúng ta có rất nhiều các dự án để phát triển kinh tế xã hội mà chúng ta không giải phóng được thì có nghĩa lại quay về con số 0. Nội dung này phải có sự đồng thuận tích cực của nhân dân, cấp ủy chính quyền thì tuyên truyền vận động và hưởng ứng của nhân dân. Có như vậy thì tỉnh Hưng Yên chúng ta mới phát triển được, mới phấn đấu đến 2025 thì mới thực sự là tỉnh mạnh. Về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tóm tắt quá trình phòng chống dịch qua 4 đợt bùng phát, nhưng nhờ có các giải pháp kịp thời, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ tuyến đầu, nên Hưng Yên vẫn an toàn, sản xuất vẫn diễn ra bình thường. Đây là một thời gian rất nhạy cảm, mà hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ với các đồng chí và cũng đề nghị là nhân dân chúng ta phải vào cuộc tích cực để chúng ta khống chế dịch bệnh, để làm sao dịch bệnh không lây lan ra ngoài cộng đồng nhiều nhất. Và chủ trương của chúng ta giai đoạn này giống như Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, 5K cộng vaccine cộng thuốc cộng công nghệ và ý thức người dân, bằng mọi biện pháp để chúng ta khống chế được dịch bệnh và không để lây lan. Với cái sự biến động của dân cư lúc này thì tạo ra sự lây lan rất nhiều và rất nhanh, lấy tổ dân phố, tổ dân cư làm trọng, tức là pháo đài. Mà bây giờ thực sự là pháo đài, mỗi thôn người ta có một chốt, chốt là chốt phòng dịch chứ không phải chốt giao thông. Các trụ sở ở các xã đều có điểm test nhanh. Kỳ họp tiến hành biểu quyết thông qua 27 nghị quyết về cơ chế chính sách, kế hoạch đầu tư, phân bổ vốn, chủ trương đầu tư các dự án cùng một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn đánh giá trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, khẩn trương, kỳ họp đã hoàn thành nội dung chương trình kế hoạch đề ra. COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, tập trung rà soát, bổ sung những giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 đã đề ra. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Do đó sẽ tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân để tập trung cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, nâng cao năng lực phân tích, dự báo để triển khai thực hiện có hiệu quả, thông suốt, thống nhất kế hoạch tổng thể về phòng chống dịch COVID-19. Một lần nữa, tôi trân trọng cảm ơn và xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp và toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 5 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Xin trân trọng cảm ơn. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, hôm nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 72 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 8 huyện thị xã thành phố, nhiều nhất trong một ngày từ đợt dịch thứ tư. Trong đó, huyện Yên Mỹ ghi nhận 45 ca bệnh. Trong số 45 ca ở huyện Yên Mỹ, xã Nghĩa Hiệp có 18 ca, xã Việt Cường có 2 ca và xã Tân Lập có 2 ca đều đang điều tra dịch tễ. Các ca còn lại là công nhân công ty thiết bị điện Liên Gia, công nhân công ty Power Republic về từ Hà Nội và F1 ghi nhận tại ổ dịch thôn Trai Trang. Các huyện Văn Giang ghi nhận 4 ca, Văn Lâm ghi nhận 2 ca, đều là F1 đã được cách ly. Thị xã Mỹ Hào ghi nhận 8 ca, trong đó có 5 ca là F1 liên quan F0 tại công ty may Minh Anh, một nhân viên công ty giao hàng của Hà Nội và 2 công nhân công ty Ngọc Tề. Huyện Ân Thi ghi nhận 5 ca bệnh, trong đó có 1 người trở về từ tỉnh Bình Dương và 3 F1 đã cách ly và 1 ca chưa rõ nguồn lây.
huyện Phù Cừ ghi nhận 2 ca trở về từ tỉnh Bình Dương đã được cách ly ngay sau khi về địa phương. Huyện Khoái Châu ghi nhận 1 ca là F1 đã cách ly. Thành phố Hưng Yên ghi nhận 1 ca, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối và Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà đều ghi nhận 2 ca qua xét nghiệm sàng lọc. Hiện các địa phương đang tiếp tục điều tra dịch tễ để truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng, cách ly và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, đồng thời tuyên truyền thực hiện nghiêm công điện 3134 ngày 7 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp khống chế dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, nhất là việc tạm dừng các hoạt động cưới hỏi. Đến chiều ngày 8 tháng 12 trên địa bàn huyện Kim Động đã ghi nhận tổng số 55 ca bệnh COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các xã thị trấn trên địa bàn đã tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh và xử lý các tình huống phát sinh. Trong đó, số ca điều trị là 23 ca. Qua công tác rà soát truy vết các trường hợp liên quan, hiện toàn huyện có gần 900 người đang thực hiện cách ly tập trung và tại nơi cư trú. Toàn huyện hiện đang tiến hành phong tỏa hai địa phương, bao gồm một phần khu dân cư của các thôn Trà Lâm, xã Hiệp Cường và thôn Trung Hòa, xã Phú Thịnh. Trong đó, thôn Trung Hòa kết thúc phong tỏa vào lúc 19 giờ ngày 8 tháng 12. Trong số các ca bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế, hồi 3 giờ sáng ngày 8 tháng 12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Kim Động nhận được thông tin về bệnh nhân Trịnh Văn Tê, trú tại thôn Trà Lâm, xã Hiệp Cường, đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh, Hà Nội đã bỏ trốn. Ngay sau khi nhận được thông tin, với sự vào cuộc khẩn trương của lực lượng chức năng, đã nhanh chóng tìm ra bệnh nhân COVID-19 bỏ trốn và khống chế về khu điều trị. Chúng tôi nhận tin là có không đi xe ôm về. Chúng tôi lập tức cho người ở địa phương này giữ công dân ở lại nguyên vị trí, không di chuyển. Sau đó là lực lượng chúng tôi sẽ đến ngăn chặn, hướng dẫn các nghiệp biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Để đảm bảo an toàn cho gia đình và cộng đồng, nhiều gia đình trên địa bàn huyện Tiên Lữ đã quyết định hoãn tổ chức đám cưới để chung tay cùng với chính quyền địa phương phòng chống dịch COVID-19 theo công điện số 3134 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Gia đình ông Nguyễn Văn Thân thuộc thôn Đồng Lạc, xã Trung Dũng, dù đã bắc dạp và lên kế hoạch tổ chức lễ cưới cho con trai, nhưng đúng vào thời điểm dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, đồng thời thực hiện chỉ đạo của tỉnh, gia đình giải thích cho các con và quyết định hoãn cưới. Trước đó, gia đình tôi là đã chuẩn bị là gửi thiệp mời, tổ chức bắc dạp và chuẩn bị tất cả các công tác là phục vụ cho cái ngày tổ chức cho các cháu. Sau khi đã nhận được công điện của Ủy ban tỉnh mà Ban chỉ đạo xã cũng như là tiểu ban chỉ đạo phòng chống dịch thôn đã đến tuyên truyền vận động, gia đình tôi là hoãn dừng hẳn đám cưới để chờ những cái thời gian thích hợp nhất, điều kiện cho phép thì chúng tôi sẽ tổ chức ngày vui cho các cháu sau. Ngoài gia đình ông Thân, ông Nguyễn Văn Khuê, ông Ưng Văn Phú ở thôn Lam Sơn, xã Thiện Phiến, dù thiệp cưới đã được gửi và đặt cỗ, tuy nhiên qua được tuyên truyền và thực hiện nghiêm công điện của Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ 0 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2021 tạm dừng các hoạt động cưới hỏi, gia đình cũng quyết định tạm hoãn đám cưới. Qua đây, không chỉ phản ánh sự quyết liệt của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở, mà còn thể hiện trách nhiệm của mỗi người dân trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, dự án cải tạo nâng cấp đường huyện 17 kéo dài đến đường tỉnh 379 qua địa bàn huyện Văn Giang, dù chưa được nghiệm thu, bàn giao, nhưng nhiều xe chuyên chở vật liệu quá tải vẫn thường xuyên lưu thông, gây mất an toàn giao thông, bụi bẩn và làm hỏng kết cấu công trình. Nhiều ngày trở lại đây, từng đoàn xe được cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng thường xuyên lưu thông trên tuyến đường DH17 qua huyện Văn Giang. Hầu hết là các xe chở cát có điểm đầu xuất phát từ các bãi cát dọc sông Hồng thuộc địa bàn huyện Văn Giang, huyện Khoái Châu và điểm cuối là các công trình đang san lấp mặt bằng tại huyện Văn Giang. Mong muốn là bên công trình hàng ngày lăng quét dọn và rửa đường cho nó đỡ bụi, an toàn lưu thông trên đường. Theo quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, dọc theo đường huyện 17 có nhiều dự án đang và sắp triển khai, vì vậy nhu cầu phương tiện chuyên chở cát san lấp rất lớn. Tuy nhiên, để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa bảo vệ công trình nhà nước, ngăn chặn tình trạng xe chở quá tải trọng làm hỏng đường và việc san lấp mặt bằng phục vụ dự án và đầu tư, các lực lượng chức năng liên quan như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra tuần lưu trên đường nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các xe cơi nới, xe chở quá tải trọng vi phạm quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chiến tranh chống Mỹ xâm lược, có một người con Hưng Yên đã bắn rơi 37 máy bay và ông là người bắn rơi máy bay Mỹ nhiều nhất trong lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Xuân Đài. Ông Vũ Xuân Đài sinh năm 1946 tại xã Xuân Quang, thị xã Mỹ Hào, nhập ngũ năm 1965 là chiến sĩ tiểu đoàn 19 tháng 5 thủ đô. Tháng 10 năm 1965, ông và Nam chiến đấu trong đội hình biên chế của tiểu đoàn 14 phòng không thuộc sư đoàn 2 quân khu 5. Địa bàn đơn vị chiến đấu gồm mặt trận Quảng Nam, Quảng Ngãi. Tiểu đoàn 14 phòng không với biên chế 6 khẩu súng máy 12-27 có nhiệm vụ tiêu diệt máy bay Mỹ phối hợp yểm trợ cho bộ binh ta. Ngày 4 tháng 3 năm 1967 là trận đầu tiên ông được tham gia chiến đấu tại địa phận Phú Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Xạ thủ số 1 Vũ Xuân Đài đã bắn rơi 4 máy bay. Ấn tượng nhất là một cái bay lần đầu tiên bắn ấy, C-47 ấy, mà chở đoàn cán bộ Bình Định. Buổi sáng chúng tôi lên chiến binh trận địa, xong một lúc thì cái máy ơi nó bay qua. Thì mình bắn trúng thùng dầu của nó, cho nên là nó bốc cháy như bó đuốc ấy. Của một đoàn cố vấn của Mỹ, với lại cán bộ cấp tỉnh của Mỹ đi ra Đà Nẵng họp với hội nghị Bình Định. Ngay số bản tin thứ hai của sư đoàn 2 đã biểu dương ông là con chim đầu đàn của tiểu đoàn. Nêu gương Vũ Xuân Đài có sáng kiến thứ nhất là ngắm bằng cả hai mắt, thứ hai là cứ lắp một viên đạn lửa kèm một viên đạn xuyên. Sau trận lập công ngoạn mục bằng 3 điểm xạ liên tiếp, hạ 3 máy bay, ông được tặng thưởng huân chương chiến công giải phóng hạng 2. Xuân Đài là xạ thủ số 1, tôi là xạ thủ số 2. Mọi người nói chung là khi bắn máy bay thì thường treo mắt. Nhau một mắt ngắm, nhưng mà Vũ Xuân Đài thì mở trừng cả hai mắt để ngắm, cho nên là đường đạn đi rất chính xác, nếu có sai lệch thì tự mình chỉnh rất nhanh, cho nên là hầu như đã nổ súng là máy bay rồi. Có những trận chiến đấu mà buổi sáng sớm mây mù, một lúc thì trong vòng khoảng 15-20 phút mà tôi Vũ Xuân Đài hạ 4 máy bay trực thăng liền, nó không phát hiện được trận địa, trời mây mù. Ông Đài mà lại trong cái trường hợp này nó như là cái trường hợp nó khó giải thích lắm. Bom như thế mà không chết, bom như thế mà vẫn kiên cường bất khuất, bom như thế nó tập trung nó đánh một mục tiêu lộ mà tồn tại mà đánh được một sư đoàn, một trung đoàn, bắn rơi được 3-4 cái máy bay đã nên anh hùng rồi. Mà đây cá nhân bắn rơi 37 máy bay. Cho nên tôi cầm cái hồ sơ của ông Đài lên quân khu phòng chính sách này, các ông dưới xem thế nào chứ. Ông đã đọc kỹ hồ sơ, đấy hồ sơ đấy còn đọc kỹ gì nữa. Còn không tin cơ mà, là vì cái nó quá đặc biệt. Năm 1967, ông được đi dự Đại hội Chiến sĩ thi đua Sư đoàn 2. Từ năm 1965 đến năm 1968, ông Vũ Xuân Đài đã tham gia chiến đấu hơn 30 trận, bắn rơi tổng số 37 máy bay địch các loại. Năm 1972, sau khi bị thương, ông được chuyển về làm tại Viện quân Y-7 trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Năm 1994, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho ông. Giờ đây sống ở thành phố Hải Dương, tuy tuổi cao trí nhớ có giảm, nhưng mỗi khi nhắc đến những ký ức của chiến trường, ông rất tự hào bởi bản thân đã góp một phần chiến đấu bảo vệ thống nhất đất nước và càng tự hào hơn là người con của mảnh đất Hưng Yên, văn hiến anh hùng. Năm 1997 tái lập tỉnh, Hưng Yên là tỉnh nghèo, thuần nông và độc canh cây lúa. Đời sống kinh tế của người dân rất khó khăn, tỷ lệ hộ đói và hộ nghèo còn cao. 25 năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, Hưng Yên đã đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đưa đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Năm 1997, diện tích một số cây ăn quả chính có khoảng 6.000 hectare, chủ yếu là nhãn, cam, quýt, bưởi. Các cây trồng như vải, chuối, tiêu hồng, hoa cây cảnh chưa có nhiều. Đáng chú ý là sản lượng nhãn không ổn định bởi chưa xử lý được tình trạng ra hoa cách năm.
diện tích chuyển đổi quy mô còn nhỏ và phân tán, chất lượng nông sản và hiệu quả sản xuất chưa cao. Tỉnh đã có nhiều các cơ chế chính sách, chương trình dự án hỗ trợ các địa phương và nông dân chuyển đổi. Đến nay diện tích chuyển đổi cây trồng có hiệu quả thấp sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm kết hợp chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tăng gấp 3 lần năm 1997 với trên 18.000 ha, đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt trên 210 triệu đồng một năm. Trong đó, diện tích trồng nhãn đạt 4.600 ha, cây vải trên 1.000 ha, chuối 2.600 ha, cây có múi đạt trên 4.000 ha, nghệ gần 300 ha, hoa cây cảnh gần 2.000 ha, chăn nuôi thủy sản gần 5.700 ha. Bên cạnh đó, nhiều giống cây trồng vật nuôi mới và các quy trình công nghệ tiến bộ kỹ thuật được đưa vào sản xuất, góp phần tăng nhanh năng suất sản lượng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, cơ cấu lao động và giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nông thôn. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Nga và Mỹ sáng 8 tháng 12 đã ra thông cáo báo chí sau hội nghị trực tuyến giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ và cho biết là hai nhà lãnh đạo đã nhất trí hàng loạt vấn đề an ninh nhạy cảm trong chương trình nghị sự giữa hai bên. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin và Tổng thống Biden đã thảo luận một loạt các vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương, gồm việc hạn chế công tác của các nhà ngoại giao cũng như các vấn đề nóng cùng quan tâm, trong đó có chủ đề nổi bật là tình hình ở Ukraine. Trong khi đó, thông cáo báo chí của Nhà Trắng cho hay cuộc hội đàm trực tuyến giữa hai nhà lãnh đạo kéo dài khoảng 2 giờ và thảo luận một loạt vấn đề trong chương trình nghị sự Mỹ và Nga. Giới quan sát cho rằng lập trường của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga khó có thể dung hòa, tuy nhiên cả hai đều thể hiện sự kiềm chế và cam kết giảm leo thang. Cuộc gặp trực tuyến lần này được cho là mở ra các kênh liên lạc và là bước khởi đầu hy vọng sẽ có những tiến triển theo hướng tích cực trong tương lai. Tiếp sau Mỹ và New Zealand, Australia cũng tuyên bố sẽ không cử quan chức chính phủ tới tham dự Thế vận hội mùa đông vào đầu năm 2022 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Thủ tướng Australia Scott Morrison cho hay, giữa nước này và Trung Quốc còn tồn tại nhiều vấn đề khúc mắc như tình hình nhân quyền tại Tân Cương, hay việc Australia mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và nhiều vấn đề khác nữa. Tuy nhiên, Trung Quốc lại không đồng ý thảo luận với Australia về các vấn đề này. Vì thế, nước này sẽ không cử quan chức tham dự Thế vận hội mùa đông tại Bắc Kinh vào đầu năm sau. Tuy nhiên, các vận động viên của Australia thì vẫn sẽ thi đấu tại sự kiện nói trên. Trước đó, Mỹ là quốc gia đầu tiên tuyên bố không cử quan chức tới tham dự Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh, Trung Quốc. New Zealand cũng khẳng định sẽ không cử đại diện ở cấp bộ trưởng tới dự sự kiện với lý do là tình hình COVID-19. Và không liên quan đến động thái của Mỹ. Giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 7 tháng 12 cho biết, mặc dù vẫn còn nhiều điều cần làm rõ về biến chủng Omicron mới, tuy nhiên những dữ liệu sơ bộ cho thấy biến chủng này không gây ra các triệu chứng nặng hơn cho người bệnh khi nhiễm so với biến chủng Delta hay các chủng virus trước. Theo tiến sĩ Ryan, dữ liệu sơ bộ không cho thấy biến chủng này nghiêm trọng hơn và cũng không có dấu hiệu nào cho thấy Omicron hoàn toàn né tránh lá chắn bảo vệ từ vaccine COVID-19. Cùng nhận định này, Cố vấn Nhà Trắng ông Anthony Fauci ngày 7 tháng 12 cũng nói rằng dấu hiệu sơ bộ cho thấy biến chủng Omicron có thể lây nhiễm cao hơn Delta, nhưng gần như chắc chắn là không nghiêm trọng hơn. Nghiên cứu tại Nam Phi cũng cho thấy chủng Omicron có thể ít nghiêm trọng hơn lo ngại khi mà tỷ lệ nhập viện thấp hơn đợt bùng phát vì Delta. Hàn Quốc ngày 7 tháng 12 ghi nhận số ca mắc COVID-19 theo ngày ở nước này, lần đầu tiên vượt mức 7.000 ca. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh lo ngại lây nhiễm biến thể Omicron gia tăng và số lượng bệnh nhân nguy kịch tại Hàn Quốc cũng tăng mạnh. Chính phủ Hàn Quốc cho hay sẽ tăng cường hệ thống điều trị tại nhà để đảm bảo tính bền vững về khả năng đáp ứng y tế của đất nước. Theo đó, từ năm 2022, bệnh nhân nặng cũng có thể sẽ được phát thuốc COVID-19 dạng uống để điều trị tại nhà. Chính phủ cũng sẽ tăng cường nhân lực y tế và cải thiện tình trạng quản lý bệnh nhân để thích ứng với tình hình mới. Thời gian cách ly bắt buộc đối với các thành viên trong gia đình của những người sống chung với bệnh nhân COVID-19 lựa chọn điều trị tại nhà sẽ giảm xuống 7 ngày từ mức 10 ngày như hiện nay. Trong khi đó, tại Singapore, Bộ Y tế Singapore đã quyết định sẽ dừng phát thông cáo báo chí cập nhật tình hình COVID-19 hàng ngày kể từ ngày 7 tháng 12, vì cho rằng việc cập nhật như vậy không còn nhiều ý nghĩa.
Bộ Y tế Singapore cho biết sẽ ngừng phát thông cáo báo chí hàng ngày cung cấp các số liệu thống kê về COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc biến thể Delta giảm đi. Tuy nhiên, công chúng vẫn có thể tiếp tục tiếp cận một số thông tin trên website của Bộ Y tế Singapore. Các thông tin bao gồm tình hình COVID-19 trong cộng đồng, công suất bệnh viện, tình trạng của bệnh nhân cũng như tiến độ tiêm chủng và số ca mắc COVID-19. Một số chuyên gia đã bày tỏ đồng ý với động thái của Bộ Y tế. Họ cho rằng thông tin COVID-19 được Bộ Y tế Singapore cung cấp hàng ngày đã không còn nhiều ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay của đại dịch COVID-19, khi mà Singapore đã chuyển sang coi COVID-19 là một căn bệnh đặc hữu. Một thông tin đến từ Thụy Sĩ. Theo đó, Thụy Sĩ vừa hợp pháp hóa một phương pháp trợ tử mới cho những người muốn có cái chết êm ái. Theo đó, giới chức Thụy Sĩ đã cho phép sử dụng một chiếc hộp hình viên nang giống như quan tài di động được in 3D, có cửa sổ, có thể được vận chuyển đến một nơi yên tĩnh cho những giây phút cuối đời của một người. Khi vào bên trong, người có ý định ra đi êm ái sẽ phải trả lời các câu hỏi được ghi sẵn và nhấn một nút để bắt đầu quá trình làm ngập bên trong bằng nitơ. Điều này sẽ nhanh chóng làm giảm mức oxy bên trong từ 21% xuống 1%. Toàn bộ sự việc chỉ kéo dài trong khoảng 30 giây. Và cái chết sẽ diễn ra do thiếu oxy và giảm CO2. Người đó sẽ vào trong khoang ngủ và ra đi một cách thoải mái, không hề có sự hoảng sợ. Bên cạnh Thụy Sĩ thì một số quốc gia cũng cho phép trợ tử như là Hà Lan, Đức, Bỉ, Luxembourg hay là Canada. Phần tin quốc tế cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.